Cô chào các con, cô rất vui được chào đón các con đến với tiết học online dành cho các bạn học sinh lớp 1. Hôm nay cô và các con cùng nhau ôn lại kiến thức về xã hội qua bài 21 ôn tập xã hội. Ở bài học hôm nay, cô sẽ ôn lại cho các con về ba chủ đề. Đó là chủ đề gia đình, chủ đề lớp học và chủ đề cuộc sống xung quanh. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng bước vào chủ đề 1. Chủ đề gia đình. Ở các bài học trước, các con đã biết kể tên về các thành viên trong gia đình, biết địa chỉ nhà ở của mình và biết một số công việc làm ở nhà để phụ giúp ba mẹ. Bây giờ, cô sẽ đưa ra một số câu hỏi gợi ý. Các con hãy dựa vào các câu hỏi của cô và kể lại về gia đình của mình nhé. Câu hỏi số 1. Gia đình con gồm có những ai? Câu hỏi số 2. Hãy kể về công việc của từng người trong gia đình. Câu hỏi số 3. Con đã làm gì để giúp đỡ ba mẹ? Và câu hỏi số 4. Con hãy nói về tình cảm của con đối với gia đình. Để hiểu được tình cảm gia đình là như thế nào, bây giờ cô mời các con xem một đoạn clip ngắn nói về tình cảm của một bạn nhỏ dành cho gia đình của mình nha. Em à, Tết này anh không về được, cả nhà đừng buồn nha. Con chờ khoe áo mới, bố về chưa bố ơi. Bao giờ mong thương nhớ, về mừng xuân với con. Mùa xuân đến xin tươi trời mây, nhà nhà điêu súng vầy. Đào tươi thắm mai vàng khoe rắm rắm xuân. Nhiều quá Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về. Qua nào hôm gia đình mình cũng mãi nhà chào xuân. Dù là nơi rất xa còn buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Đón xuân về với mái đào trường sơn, nghe hương xuân đưa lâng lâng. Đón anh về với gia đình cuối năm, hạnh phúc đông đầy chứa chan bao lời. Hãy tưng bừng phút giây này có giang cười nói dưới mái nhà. Qua nhau bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết con đi. Đoạn clip vừa rồi cho chúng ta thấy gia đình đối với bạn nhỏ rất quan trọng. Bạn nhỏ biết quan tâm và yêu thương người thân của mình. Như vậy, qua chủ đề về gia đình, các con cần biết mỗi người khi sinh ra đều có gia đình. Gia đình là tổ ấm, nơi con được yêu thương, chăm sóc và che chở. Con cần lễ phép,
hiếu thảo với ông bà, ba mẹ. Trẻ em có quyền sống chung với ba mẹ và người thân. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước qua chủ đề tiếp theo. Đó là chủ đề lớp học. Ở chủ đề này, con hãy kể cho ba mẹ hoặc người thân của mình về lớp học thông qua các câu hỏi gợi ý của cô nhé. Trước tiên, con hãy giới thiệu về lớp học của mình. Tiếp theo, con hãy kể cho mọi người nghe ở lớp con đã tham gia những hoạt động nào. Và trong những hoạt động đó, con thích nhất hoạt động nào? Cuối cùng, con hãy kể cho mọi người biết ở lớp con thường chơi với bạn nào? Cũng trong chủ đề lớp học, có một bài hát dành tặng cho các con. Bây giờ, các con hãy hát thật to và vỗ tay thật to theo bài hát này nha. Lớp chúng mình rất vui. Các nội dung mà các con vừa ôn lại về chủ đề lớp học, các con cần nhớ tên trường, tên lớp của mình. Ở lớp có nhiều hoạt động học tập khác nhau, các con phải biết hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn ở lớp. Ngoài ra, các con phải luôn có ý thức giữ gìn lớp học sạch, đẹp. Vừa rồi, các con đã được học hai chủ đề gia đình, lớp học. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng ôn lại một chủ đề tiếp theo. Chủ đề này cũng khá là gần gũi với các con, đó là cuộc sống xung quanh. Để ôn lại chủ đề cuộc sống xung quanh, các con hãy quan sát kỹ các bức tranh nói về cuộc sống của người dân địa phương mình. Dựa vào các bức tranh trên, con hãy trả lời theo các câu hỏi gợi ý của cô. Câu hỏi số 1. Con sống ở đâu? Câu hỏi số 2. Con có nhận xét gì về quang cảnh đường phố nơi con ở? Câu hỏi số 3. Người dân địa phương nơi con sinh sống thường làm công việc gì? Như vậy, qua chủ đề cuộc sống xung quanh, các con cần biết
Có rất nhiều ngành nghề, nhưng người dân ở địa phương mình thường làm các công việc chủ yếu là buôn bán, sản xuất, vân vân. Phố xá xe cộ đi lại thì tấp nập. Vừa rồi, cô đã ôn lại cho các con ba chủ đề: gia đình, lớp học, cuộc sống xung quanh. Bây giờ, các con sẽ dùng giấy trắng, bút chì, bút màu. Các con sẽ lựa cho cô một chủ đề mà các con yêu thích nhất trong ba chủ đề hôm nay các con được học. Và các con sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp. Sau đó, các con sẽ kể cho ba mẹ nghe về nội dung bức tranh mà các con đã vẽ nhé. Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở tiết học tiếp theo nhé. Chúc các con chăm ngoan, học tốt.